Trong lúc dân tình đang bàn tán vào đầu bứt óc về chuyện Vy Oanh mang thai tới 12 tháng thì nữ ca sĩ lẳng lặng thay đổi chế độ theo dõi của bài viết. Từ khi gây chú ý với vũ trụ drama, mọi cử chỉ, hành động của Vy Oanh đều được cư dân mạng quan tâm hơn cả. Trước những lời bàn tán về thời gian mang thai, nữ ca sĩ không lên tiếng đính chính gì mà âm thầm thay đổi chế độ theo dõi của bài viết gây tranh cãi. Drama dài tập của song ca đồng xanh tốn không ít giấy mực của cộng đồng mạng. Trong khoảng thời gian này, nhiều câu hỏi đặt ra như: khi nào Vy Oanh mới sinh? Vy Oanh chưa đẻ à? Ai nấy đều tỏ ra hiếu kỳ khi nữ ca sĩ thông báo thai kỳ tháng thứ 8 và cuối tháng 3. Đến nay, ngày 13 tháng 7, Thiên Nhân Nhí mới chính thức chào đời. Cô nàng khiến dân tình bối rối không biết thực tế cô đã mang thai trong bao lâu. Giữa lúc cư dân mạng vào đầu bứt tóc tìm ra điểm bất thường, thậm chí còn so sánh cô nàng giống trường hợp của Katy Perry mang thai hơn 40 tuần. Vy Oanh không nói không rằng, âm thầm làm thay đổi chế độ theo dõi bài thông báo mang bầu 8 tháng vào ngày 23 tháng 3 năm 2021. Ngoài ra, ngày 19 tháng 6 năm 2021, Vy Oanh tiết lộ đang xếp đồ vào giỏ để chuẩn bị cho việc chào thành viên mới. Ngoài việc Vy Oanh xác nhận mang thai tháng thứ 8, các thông tin khi ấy cũng dựa vào chia sẻ của cô đăng tải. Khi thông báo, giọng ca đồng xanh chia sẻ cô và ông xã coi việc có con là duyên trời cho. Chính vì vậy cả hai đón nhận tin vui này rất bất ngờ. Thế nhưng gần 4 tháng sau đó, người con thứ ba của cô mới chào đời. Đặc biệt hơn cả đây cũng là lúc nữ ca sĩ giải quyết gần như hoàn toàn các ồn ào trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: vợ chồng tôi quan niệm con cái là trời cho. Nhiều người ao ước tìm mãi không có được đứa con nên nếu mình được ban tặng thì là may mắn. Cả hai chúng tôi đều yêu quý trẻ con. Chúng tôi để tự nhiên không dùng biện pháp can thiệp chọn giới tính. Là con trai hay con gái chỉ cần con khỏe mạnh, nên người là được. Còn hơn tháng nữa là tôi dự sinh, chúng tôi rất mong chờ con. Hai anh chị của bé cũng hỏi mẹ từng ngày. Nhiều khán giả đã bày tỏ ý bênh vực cho nữ ca sĩ. Thực tế, có nhiều trường hợp phụ nữ mang thai dài hơn 9 tháng 10 ngày. Nếu như Vy Oanh lâm bồn sau tận 12 tháng mang thai, thì Katy Perry sinh con đầu lòng sau 10 tháng mang thai và La Hunter nắm giữ kỷ lục tuyệt đối khi mang thai đến tận 12 tháng 10 ngày. Một số khán giả khác cho rằng vì quá nóng lòng nên nữ ca sĩ đã tính nhầm thời gian thai kỳ. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng chỉ ra được Vy Oanh không hề xóa bài viết mà chỉ chuyển sang chế độ bạn bè thay vì công khai như ban đầu. Hiện tại, Vy Oanh chưa đính chính về sự việc. Cô nhắn nhủ thời gian này hạn chế sử dụng điện thoại và tập trung chăm sóc con nhỏ. Dù sao việc sinh con là một chuyện đáng mừng, cư dân mạng không nên quá gay gắt về những điểm bất thường như thế này.